Xin chào các bạn đã trở lại tập 2 của nemxuyenbang.com. Thì cũng giống như các bạn đã coi tập 1 là mình đã nhận được một món quà của ông chủ nem xuyên bang rồi. Thì tập 2 thì mình sẽ làm nướng thử mấy cái nem xuyên bang này ăn coi nó có ngon không các bạn nhé. Thì ở đây tổng cộng là 2, 3, 4, 5, tổng cộng là 35 cái các bạn. Một cái dĩ như vậy là 7 cái, 2, 4, 6, 7. Thì bây giờ mình sẽ lấy nó ra và mình sẽ đi nướng nó ăn các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ xài một bịch sốt của con ông chủ nem xuyên bang tặng cho mình. Còn ở đây thì mình có hũ mắm tôm do chính mình pha. Đây là công thức mắm nêm cho chính mình pha, công thức bí mật của Nhân Lì. Bây giờ mình đi nướng đó các bạn nhé. Thì đây là nem tươi. Khi mà các bạn muốn ăn á, ví dụ mà các bạn muốn ăn vào ngày Chủ nhật á, thì các bạn nên gọi vào thứ năm thì họ sẽ làm cho các bạn. Rồi họ làm xong họ sẽ hút chân không và họ gửi cho các bạn là Chủ nhật các bạn có ăn nem tươi, tươi rói mới làm luôn các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn nào mà mua với số lượng lớn giống như vậy nè, thì các bạn sẽ bỏ vô tủ đông và các bạn đông thì nó sẽ giữ lâu hơn và các bạn ăn dần. Thì khi mà các bạn lấy ra các bạn ăn á, thì các bạn sẽ đem hấp nó nha, các bạn đem hấp nó. Khi mà các bạn hấp nó tầm 15 phút rồi đó thì các bạn sẽ bỏ vô lò nướng nướng nó thì nó sẽ rất là tươi luôn. Ok, bây giờ cái nem này nó không có đông đá cho nên mình không cần hấp, mình bỏ vô lò nướng luôn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cái giai đoạn đốt cháy đi. Bây giờ thì nướng thì bây giờ mình sẽ bỏ vô lò nướng và mình nướng thôi nha. Ok, ok, thì ở nhà mình chỉ có mình với vợ mình thôi cho nên mình sẽ nướng vừa đủ ăn thôi các bạn. Chủ yếu là coi sản phẩm này có tươi hay không đó. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái bọc này ra. Trời ơi thơm quá các bạn ơi, đúng là nem tươi nó thơm. Mình ngửi giống như là cái mùi thịt tươi vậy đó, giống như là mùi bì vậy đó. Thơm quá. Để coi, mình hỏi vợ mình, bữa nay mình vợ mình ăn mấy cuốn, em ăn mấy cuốn em? Nướng hai sắp thôi, có hai đứa. Ok, vợ mình nói có hai đứa thôi cho nên nướng hai sắp thôi các bạn. Còn ba sắp này thì mình sẽ để dành mình ăn từ từ. Ok, bây giờ mình mở nó ra đi thì các bạn thấy không? Và các bạn nhớ là cái nem này các bạn phải gọi họ trước 3 ngày họ mới làm nha, chứ họ không có làm sẵn, họ không có làm với số lượng nhiều. Để giữ được cái sản phẩm tươi rói thì các bạn, nếu mà các bạn nào có muốn mua thì các bạn hãy vào nemxuyenbang.com. Giờ để cho cái video clip được hay, bây giờ mình sẽ cắt cái này ra nhé. Giờ thì mình sẽ dùng cái đầu lông đao của mình để cắt cái nem nướng này ra. Ok, không phải nướng xong nào cắt luôn. Cắt cái cắt cho nó nhỏ ra để cho nó dễ, để cho nó dễ chín các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ để nó lên đây đi. Thì mình sẽ nướng bằng cái máy nhỏ cho nó lẹ các bạn, tại vì nem nướng này nên chắc nó sẽ không lâu đâu. Ok, rồi thấy chưa? Cái nem kia mình muốn cái nem kia mua đỏ ha. Nem này nó nhìn nó natural hơn. Đây thì mình sẽ làm một chỉ nướng nem bình thường, còn bên đây mình sẽ làm hai cái nem nướng tình yêu. Đây mình sẽ chỉ cho. Thì bây giờ mình sẽ làm hai cái nem nướng tình yêu. Đó, các bạn thấy nem nướng trái tim hình trái tim không? Bây giờ mình sẽ để đây. Nhìn nó không ra, nó không giống trái tim các bạn ơi. Thôi bỏ luôn, dẹp luôn. Giận nha. Đáng lẽ mình định làm nem nướng tình yêu mà mình thấy nó khó quá, thôi bỏ đi. Ok, bây giờ mình sẽ đi nướng các bạn nhé. Có một bịch mắm nêm của con ông chủ nem xuyên bang tặng cho mình, cho nên mình sẽ bỏ vô đây luôn. Và mình chỉ cần hâm nóng nó lại rồi ăn thôi các bạn nhé. Rồi, xong xuôi. Bây giờ mình đi hâm nóng cái nước sốt này lại đi.
Nước sốt này thơm quá các bạn ơi. Nước sốt này của con chủ nữa, anh em Xuyên Bang làm thơm quá. Ok các bạn ơi, trong khi mà mình đợi anh em mình nướng thì bây giờ mình sẽ đi hái rau để lát nữa mình sẽ cuốn với rau các bạn nhé. Bây giờ mình chơi chủ đề là cây nhà lá vườn, ok. Bây giờ mình sẽ hái một chút rau Huế. Mình hái một chút rau Huế để lát nữa mình cuốn với bánh, mình cuốn với chả các bạn nhé. Mình hái rau Huế, mình phải nói bằng giọng Huế. Ok, thì ở đây cái này là rau mà mình mua các bạn, xong rồi mình cắm ở đây, bây giờ nó mọc lên rồi. Mình ngắt mấy cái đọt non ăn cho nó ngon các bạn nhé. Bây giờ rau Huế đã xong rồi. Ở bên đây mình có mấy cây thanh long các bạn. Các bạn thấy thanh long của mình không? Bây giờ nó chưa ra trái. Bên đây là cây chanh bự bự các bạn nhé. Bây giờ đi hái rau các bạn, đi hái rau mà lo nhiều chuyện không à, lát nữa nem nó khét. Bây giờ mình hái thêm một lá húng cây húng lụi nữa nha. Ok, rau găm nữa, hái mọi thứ một tí. Rồi đi xuống vườn rau để hái cải nữa chứ. Đã là mình nói là mình phải ăn cây nhà lá vườn. Mấy cây dưa hấu của mình nó chưa lên nữa các bạn ơi. Bây giờ đi hái cải. Cải nhà chồng bây giờ nó lên rồi nè các bạn. Ok, bây giờ mình cắt cải vô nha. Đũa. Hái mấy hẹ đi. Bên đây thì mình sẽ hái hẹ vô các bạn nha. Bây giờ mình cắt mới hẹ vô đây, ok. Ok các bạn ơi, bây giờ thì hái xong rồi đó. Nghệ nè, bên đó là nghệ. Ok. Tiếp tục đi hái đậu đũa hả? Đậu đũa cao quá rồi. Ok các bạn ơi, như vậy thì nem nướng đã ra lò rồi đó. Các bạn thấy một cái dĩa nem nướng bự chà bả lửa chưa? Thơm quá. Còn ở đây là nem nướng tình yêu. Đây chính là nem nướng tình yêu của mình. Thì bữa hôm nay mình sẽ ăn nem nướng Xuyên Bang với lại nước chấm của con ông chủ tặng các bạn ơi. Còn đây là nước chấm mắm tôm mình tặng, ok. Và bữa hôm nay mình sẽ nhậu với lại cái này. Các bạn biết không, ăn uống là một nghệ thuật, cho nên lúc nào mình cũng phải bài biện ra. Nhìn nè, ở bên đây mình có một cây bonsai. Mình không biết cái cây này là cây bonsai gì, nhưng mà mình thấy nó hơi sai sai. Nó có bông nữa các bạn nha, nó bông nè, ok. Thì mình rất là yêu nghệ thuật. Bữa hôm nay trước khi bắt đầu ăn nem nướng thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi một cái cách pha ly rượu mới. Bữa hôm nay mình sẽ chơi với cái này. Cái nước này là nước rất là ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ thử pha nó nhé. Để mình coi cái nước để uống làm sao. Julie. Trời ơi, cái nước này nó như nước lã đó các bạn ơi. Bữa hôm nay bây giờ mình sẽ pha cho các bạn một ly rượu mới. Với cái nước này, bây giờ mình công thức đầu tiên của mình là mình sẽ bỏ rượu râm vào. Râm vào. Rồi. Dân nhậu là đi tới đâu cũng phải có rượu râm á các bạn ơi. Các bạn không có biết uống rượu râm, các bạn không phải là dân nhậu đâu nha. Bữa hôm nay trời rất là tốt cho nên bây giờ mình bỏ tí sái rụp vô đi. Ok. Sau khi mình bỏ sái rụp vô xong rồi thì mình sẽ gót cái thứ nước thần thánh này vô các bạn. Alright. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái muỗng đẹp đẹp này của mình đi, mình quậy quậy nó. Và sau đó mình sẽ bỏ thêm mấy lá bạc hà vô nữa. Hả? Nó tan được. Ok. Các bạn thấy nó bốc soda lên không? Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức bỏ viên đá vô đây. Ok. Như vậy thì cái công đoạn pha chế một ly rượu thần thánh nó đã ra đời rồi. Bây giờ mình sẽ cạn ly với các bạn cái nha. Ok các bạn ơi, bây giờ còn chờ đợi gì đâu. Trời, nó ngon quá các bạn. Quá ngon luôn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nem nướng cùng em vợ của mình. Mình sẽ review. Bây giờ đây là nem nướng tình yêu, cho nên bữa hôm nay mình sẽ để đây đi. Đó, nem nướng tình yêu hình trái tim bị méo, trái tim bị khét. Thì để mình thử coi cái nem nướng này nó có gì ngon các bạn nhé. Đây là cái nem nướng. Ngọt ngọt, ngon ngon. Thì mình ăn cái gì á, mình rất là thích ăn không vậy á. Mình không có chấm. Mình mới được tận hưởng cái cảm giác thật sự của nó. Đó.
cái này là mình chỉ nướng thì mình không có nêm nếm như các bạn nha. Dạ à, không. Vừa ăn. Thơm không? Đồ ăn ngon. Rượu ngon. Bóng đẹp. Ôi cuộc đời này thực sự không có gì bằng. Hôm nay trời mát cả sao. Bữa hôm nay trời mát. Ăn xong một cái nằm ngủ. Ngắm hoa lệ rơi. Các bạn thấy cái bonsai của mình đẹp không? Đó. Mình bắt đầu chơi bonsai các bạn ơi. Mặc dù mình không biết cái cây này nó có sai không. Để ăn thử cái sốt xem. Bây giờ mình với vợ mình sẽ chiêm ngưỡng cái sốt này. Cái nước này uống á, nó giống như là nước lẻ vậy các bạn. Sốt ngon. Ồ, vợ mình nó khen cái nước sốt này ngon. Đây là cái nước sốt gì để mình thử coi. Cái nước sốt này giống như là tương kè vậy các bạn. Trong cái nước sốt này nó có là ớt nè. Còn mấy cái khác thì mình không biết, để mình ăn thử cái nhiều lần coi. Rất là ngon. Ok. Thì bây giờ mình sẽ cuốn thử một cái cuốn nem nướng để cho các bạn coi cái cách mà mình ăn nem nướng như thế nào. Nhưng mà trước tiên để mình ăn thêm một que nem nướng nữa với lại cái nước sốt của cái anh bạn này gửi cho mình coi. Nước sốt thơm. Nước sốt ngon. Em người miền Tây thích vị ngọt. Trong này rất có khóm, nó hơi ngọt ngọt. Các bạn thấy không? Ngon lắm. Thì nếu mà các bạn nào muốn mua á, các bạn vô mua nem xuyên bang đắt cơm. Muốn hộn là việc đi. Ngon. Các bạn biết không? Người Việt Nam của mình á, qua Mỹ á, người Việt Nam của mình qua Mỹ á, đa số là hồi xưa là họ đi làm nail hay là họ đi làm nhà hàng. Nếu mà họ không đi làm nhà hàng á, thì họ đi làm hớt tóc. Nhưng mà đã hơn 40 năm ở Mỹ rồi, người Việt Nam của mình á, cái nghề nail và cái nghề tóc á, và cái nghề nhà hàng á, nó quá đông đi. Cho nên á, cái cơ hội kiếm tiền nó rất là khó. Bây giờ đi đâu cũng có tiệm nail, đi đâu cũng có nhà hàng chứ á. Thì bây giờ người Việt Nam của mình á, họ phải tìm một cái hướng đi mới. Có người thì đi tới đánh bắt tôm, giống như là chú Trung hay tới tiệm mình mua đi bán tôm gì đó. Có người thì làm đem nướng để bán, có người làm chả lụa để bán, có người làm giống như là giò thủ để bán, có người làm bánh tét để bán. Thì mình là người Việt Nam, dĩ nhiên là mình sẽ ủng hộ đồng hương Việt Nam của mình để cho cái cơ hội của họ phát triển lên, các bạn hiểu không? Đó. Ừ. Cái này là kẹp bánh mì ăn đúng không? Kẹp bánh mì rồi, nước nướng rồi. Trời ơi các bạn ơi, hồi bữa là mình pha với lại cái nước là soda chanh đường. Bữa hôm nay mình không pha nước soda mà mình sẽ pha cái nước này. Nó đã lắm các bạn, uống vô nó the cái lưỡi. Giống như lưỡi các bạn uống nó dầu gió vậy đó. Quá đã luôn. Hết sảy con bà bảy luôn. Nặng chanh vô. Bỏ thêm tí rượu gum vô. Cái này là rượu gum các bạn, không phải nước lã đâu nha. Các bạn đừng có nói nước lã. Hôm nay mình uống gần hết chai rượu gum rồi các bạn ơi. Kinh gớm không? Mình chế giống như là chế quá hậu vậy đó, quá chất, chế tầm 7 nó nổ á. Ok. Trời ơi, nó đã quá, rượu ngon mà thiếu đồ ăn ngon là không được. Bây giờ mình tháo một cái miếng. Thì các bạn có biết không, khi mà mình thấy người Việt Nam của mình á, mình hay mua ủng hộ, chẳng hạn như là bữa hôm nay mình mua nem nướng xuyên bang, ủng hộ nem nướng xuyên bang. Và mình hay mua tôm hùm ở trên cái mạng gọi là mua lobster.com để ủng hộ người Việt Nam của mình. Ok, không phải là mình quảng cáo giùm họ, nhưng mà giống như là mình giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam của mình được lớn mạnh. Đó. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, người ta thường hay nói á, giống như là thù trong giặc ngoài. Các bạn biết tại sao không? Tại vì khi mà người Việt Nam mình qua bên Mỹ á, thì họ bị rất là nhiều người kỳ thị, giống như là tại vì người Việt Nam của mình không phải là người Mỹ cho nên bị người Mỹ kỳ thị, cái đó gọi là giặc ngoài các bạn. Nhưng mà nếu mà người Việt Nam của mình mà kỳ thị người Việt Nam của mình nữa là thù trong. Cái nếu mà các bạn biết không, nếu mà mình mà kỳ thị người Việt Nam của mình nữa thì người ta gọi là thù trong giặc ngoài rồi.
Cho nên mình là người Việt Nam mình phải ủng hộ đồng hương Việt Nam của mình bằng cách mua nem nướng xiên bang để ăn trong cái dịp lễ các bạn. Bây giờ mình sẽ chấm với lại nem nướng nè, rong biển nè, dưa chua nè, chấm với lại này. Có cái lá rong biển vô ăn ngon các bạn. Ngon quá. Bây giờ mình phải ăn nem nướng tình yêu của mình đó chứ. Để mình đây, nem nướng tình yêu. Em cho em nữa, cho em nửa trái tim nè. Mình cho vợ mình nửa trái tim các bạn. Rồi. Vợ mình nó cho mình cái cuốn này. Bây giờ mình sẽ ăn thử với lại cái nước chấm này đi ha. Quá ngon. Nó có bún nè, nó có khóm nè. Bây giờ ăn thử cái mắm nêm. Mình nói mà không phải, mình nói mình không phải khoe chứ. Cái nem nướng này chấm với lại cái nước chấm của anh nem Kelly á ngon, mình thấy nó là ngon. Nhưng mà cái nem nướng này mà chấm với mắm tôm mình pha nó cũng ngon nữa các bạn. Công nhận mình lên tay nghề. Trời ơi, nó đã quá các bạn ơi. Ăn xong lăn ra nằm. Cơm hoa các bạn. Xong rồi ăn tiếp. Hai lốc mà đã rồi, hai người ăn là no nốc. Thì một que như vậy là cái anh em siêu bang bán là 1 đồng mấy, 2 đồng mấy. Nhưng mà các bạn mua một vỉ là 7 que các bạn nhé. Ăn gì mới đã nè. Tươi gói luôn. Thì nếu mà các bạn chưa ăn nem nướng bao giờ á thì các bạn sẽ ăn bằng cách này. Các bạn sẽ cắt nó ra thành những cái thanh nhỏ như vậy, rồi các bạn sẽ gói nó giống như là bánh hỏi nè, khóm nè, dưa leo nè, rau nè, hẹ nè, đó, khóm nè, bánh tráng nè, đó. Thì các bạn gói nó ra, nó sẽ ra một cái cú như vậy. Và các bạn sẽ chấm vô cái nước sốt này. Cái bình nước sốt này các anh em xuyên bang có bán luôn các bạn. Các bạn có thể mua luôn. Nếu mà các bạn không có biết làm nước sốt thì các bạn mua luôn, không có công làm. Tại vì ở bên Mỹ người ta rất là bận rộn, không có thời gian làm. Ok. Rồi. Mình biết các bạn sẽ hỏi mình là ăn như thế nào, thì bỏ vô miệng nhai nhai nuốt nuốt thôi. Ok. Muốn ăn ngon á, các bạn muốn ăn ngon á là phải như vậy nè. Ok, muốn ăn ngon phải không, lấy cái này ha, chấm cái này. Cái sốt này chấm cũng ngon. Dết lồn. Quá đã các bạn ơi, quá đã. Em ăn nó này không? Bây giờ mình bỏ thêm rong biển vô đi. Để ăn cho giống người Hàn Quốc. Còn rong biển ở đây. À, các bạn thấy không? Kimbap. Chấm vô đây.
Ngon, mang rau biển ngon. Ừ, ngon lắm bạn. Bữa con biển ngon lắm. Cây bonsai của mình có hoa luôn các bạn. Để đây cho đẹp. Thì các bạn biết không, dạo này trời nóng rồi cho nên mình thích ra ngoài trời ăn không. Vừa ăn nè, vừa ngồi ở đây, cái gió nó thổi hiu hiu trời. Nhưng mà cái mùa này á, trời rất là đẹp. Nhưng mà khi mà trời đẹp quá nó có những cái con ruồi các bạn. Nó có những cái con ruồi, con muỗi nó bay vòng vòng đây nè. Tại vì trời nóng quá đó, nó có mấy con đó bay nó rất là khó chịu. Nhưng mà rất là vui, mình ra ngoài mình hưởng thụ không khí trong lành. Mình ăn xong cái mình ngồi ở đây mình hưởng thụ không khí các bạn. Tại vì vài bữa nữa đó là trời nó bắt đầu lạnh, là trời tuyết rồi, mình không có ra ngoài sân chơi được nữa. Cho nên chỉ có 3 tháng hè là mình được ra ngoài sân mình ngồi thôi. Đó, mình ngồi mình ngắm trời. Hả? Ok các bạn ơi, như vậy thì cái món nem nướng này nó rất là ngon. Đây nói chuyện mà ăn mà quên luôn. Cái gì nó ngon quá. Thì các bạn biết không, cái này á là mình nướng 2 vỉ, có nghĩa là tổng cộng là 14 cây. Ok, một vỉ là 7 cây, không, một vỉ là 7 cây, 2 vỉ là 14 cây. Thì nãy giờ mình với vợ mình mới ăn được có 3 cây, nó thật sự ăn không hết các bạn, ăn không hết. Cho nên nếu mà các bạn nào mà nhà mà có nhiều người á thì các bạn nướng, các bạn hãy nướng 2 vỉ. Nếu mà mình á, một mình thì mình nướng 1 vỉ thôi. Ok, ăn như vậy còn bao nhiêu thì bỏ tủ lạnh, từ từ ăn tiếp. Ok. À, cái này hơi khác tại vì mình nướng chứ không phải tại vì ổ sao phải kem phân nữa nên không ăn. Ai nói là thì cái nem này á, nếu mà các bạn bỏ vô cái lò nướng á thì nó sẽ bị kẻ và bị khét trên mặt, nhưng mà cũng rất là ngon. Hấp trước đi rồi cho nước sôi thôi. Nãy giờ mình chấm cái nước sốt của anh, của cái con ông chủ nem xương bang mà mình quên chấm cái nước sốt của mình luôn bạn. Bởi vì người ta, các bạn biết không, người Việt Nam mình hay nói á, nhất quan hệ nhì tiền tệ, quen con ông chủ nem xương bang được ăn nem xương bang, mốt mà mình quen con ông chủ tiệm vàng chắc mình ăn vàng các bạn. Các bạn đợi mình tại vì cái này mình lười á, chứ không thì hấp trước không, mình nướng sơ lại thôi. Ok, bây giờ mình đã hết cái hũ chua lì rồi. Bây giờ cái này là mùi blueberry, các bạn thấy không, mùi blueberry. Ở đây mình có một cây kết mới nữa. Dân dậu là đi đâu cũng có mồi, cũng có rượu hết các bạn ơi. Trong đây nó có mùi mùi dâu nè. Ok, nó có mùi blackberry nè, nó có mùi cherry nè. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái mùi dâu vô các bạn nhé. Thì ở trong đây nó có 5% độ cồn, bỏ nó vô đây. Cái này là cái này là rượu các bạn nhé, nhưng mà nó giống như nước lã vậy đó. À, các bạn phải pha với một cái liều lượng nhất định. Chết rồi các bạn, mình xỉa đây các bạn. Người Việt Nam mình họ hay nói một câu là cái gì đó, cái gì hiu hiu gió thổi đầu non, bắt thèm đồ nhậu mà con không tiền. À, còn mình có một câu là cái gì mà gió thổi đầu non cái gì đó. Trời ơi các bạn ơi, cái nước này á, nếu mà các bạn uống không á,
thì nó giống như là nước lã vậy đó, nó không ngon vậy đó. Nhưng mà cái nước này mà các bạn bỏ rượu rum vô á, nó giống như là một cái thứ nước thần thánh vậy đó. Mình gọi là thần thánh vậy đó, nó ngon các bạn. Ăn đi kìa. Trời ơi, nãy giờ vợ mình nó gói cho mình mà mình xỉn, mình quên ăn các bạn. Mình xỉn quá rồi. Ok các bạn ơi, thì trước khi kết thúc video thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện như thế này. Thì sở dĩ mình làm cái video clip về nem nướng này á, thì từ trước tới giờ á, bà con Việt Nam của mình đa số là qua Mỹ là toàn đi làm neo. Thì có mấy người á, họ không thích đi làm neo tại vì họ sợ là đi làm neo là nó nắm tay nắm chân người ta, họ rất là sợ các bạn. Thì bữa hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nghề mới, đó chính là đi bán nem các bạn ơi. Thì nếu mà các bạn ở Việt Nam á, có nhiều người ở bên Việt Nam á, họ có cái nghề là bán hộp vịt lộn. Có nhiều người ở bên Việt Nam họ có cái nghề là bán nem nướng. Có nhiều người ở Việt Nam họ có cái nghề là làm bánh lỗ tai heo, hay là bánh da lợn, hay là bánh bao. Thì nếu mà các bạn nào mà có cơ hội qua bên Mỹ á, mà các bạn không muốn đi làm công cho người ta mà các bạn muốn đi làm chủ á, thì các bạn có thể đi mở một cái cửa hàng. Nói thật sự cái cửa hàng đó là ở nhà các bạn. Okay. Thì các bạn mỗi một ngày các bạn sẽ lên mạng, các bạn nói là có ai muốn ăn bánh bao không, tôi làm bánh bao chẳng hạn, giống như là cái anh nem nướng này đi. Ok, thì ở bên Việt Nam thì có thể cái anh nem nướng này ảnh có công thức gia truyền là nem nướng các bạn. Thì bây giờ được qua bên Mỹ, bây giờ anh nem Xuyên Bang này ảnh quyết định là ảnh sẽ phát huy cái nghề nem nướng gia truyền của ảnh để cho tất cả đồng bào bà con bên Việt Nam. Thì đó chính là một cái cơ hội của các bạn để mà các bạn thoát khỏi cái cảnh đi làm công hoặc như vậy các bạn. Thì người Việt Nam của mình á, ngoài đi làm neo ra thì có rất là nhiều con đường. Chỉ cần các bạn chịu siêng năng đi làm là các bạn có thể thành công ở bên Mỹ. Ok, các bạn có thể đi bán nem nè, các bạn có thể đi bán hộp vịt lộn nè, các bạn có thể đi bán giống như là bánh bao nè, hay là nói chung là tất cả, hay là đi bán bánh mì nè. Ok, tất cả các nghề này họ đều thành công ở bên Mỹ cả, chỉ cần các bạn có đầu óc kinh doanh. Ok, thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Và nếu mà các bạn thích cái anh chàng nem Xuyên Bang này, các bạn hãy mua ủng hộ cho cái anh chàng nem Xuyên Bang này nhé. Và các bạn nên nhớ rằng cái video này mình không có nhận tiền quảng cáo các bạn nhé. Cái identity tất cả đều là xuất phát từ cái tấm lòng thành của mình. Quá đã. Ăn nè, uống nè, còn gì bằng nữa các bạn, quá đã luôn. Ok, thì đang có chút sốt nữa không? À, nãy giờ ăn quá trời ha. Trời ơi, nãy giờ các bạn biết không, mình ăn cái nước sốt của con ông chủ nem Xuyên Bang mà mình quên ăn nước sốt của Nhân Lì luôn các bạn. Bữa hôm nay mình ăn mà mình quên món đồ của mình luôn. Thì các bạn biết không, có nhiều fan hâm mộ họ hỏi mình là: anh Nhân ơi, em ở Việt Nam em có nhà hàng, bây giờ em qua Mỹ em muốn mở nhà hàng được hay không? Thì các bạn thấy không, nếu mà các bạn có chí á, các bạn sẽ thành công ở bất cứ mọi nơi. Chẳng hạn giống như cái anh em Xuyên Bang này đó, thấy không, rất là thành công. Ok, thì bây giờ nếu mà các bạn nào thích á, thì các bạn cứ order, các bạn cứ vô cái website nemxuyenbang.com để mua. Ok, nhưng mà các bạn nhớ nha, nếu mà các bạn gọi mà các bạn nói: anh ơi, em là fan hâm mộ của Nhân Lì nè, thì người ta sẽ giảm giá cho các bạn. Ok. Các em mở hẹn nha, các bạn vô nem Xuyên Bang com, các bạn gọi: alo anh ơi, em muốn order nem Xuyên Bang, nhưng mà anh có giảm giá cho em không? Em nghe nói là không giảm giá đúng không? Được rồi, giảm giá luôn. Phải không, mọi Nhân Lì đúng không? Giảm giá luôn. Phải không, mọi Nhân Lì đúng không? Ok các bạn, thì thứ nhất á, mình khi mà mình mua những cái nem này á, thứ nhất là mình ủng hộ người Việt Nam của mình để cho họ thành công ở Mỹ, ủng hộ cho một cái doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam của mình. Ok, tại vì á, mình là người Việt Nam. Ok, mình ở Mỹ nè, mình làm nail, mình có tiệm nail riêng của mình, đúng không? Thì các bạn biết không, tiệm nail của mình á, thì dĩ nhiên là mình không được sự ủng hộ của người Việt Nam của mình, tại vì đa số á, khi mà mình mở tiệm nail ra đó, thì những tiệm nail khác họ sẽ phá tiệm nail của mình, tại vì mình cạnh tranh với họ.
Thì nhưng mà cái nem xương ban này á, họ mở tiệm nail, họ mở cái nem xương ban ra, họ sẽ không bị cạnh tranh các bạn, tại vì không có nhiều người bán nem các bạn, ok. Cho nên cái sự cạnh tranh rất là ít. Giống như mình mở tiệm nail các bạn biết không? Mình mở tiệm nail ra, một cái tiệm nail mình nằm đây nè, cái tiệm nail này, cái tiệm nail này nó cạnh tranh với mình, tiệm nail này nó cạnh tranh với mình, tiệm nail này nó cạnh tranh với mình, tiệm nail này nó cạnh tranh với mình. Trời ơi, cái tiệm nail của mình nằm ở giữa mà mình một mình cái tiệm nail của mình á, mà mình phải đối phó với 5 cái tiệm nail các bạn. Các bạn tin không? Thì cái tiệm nail này á, nó phải đối phó với 5 cái tiệm nail khác. Nó đại khái là vậy. Nhưng mà cái nem xương ban này á, nó không có đối phó với ai hết trơn á. Cho nên mình hãy ủng hộ nem xương ban đắt cơm. Nó ghê quá. Trời ơi. Nãy giờ mình ăn quá trời luôn. Mà còn 2, 4, 6, 7. Cái này là một dĩ các bạn á. Trời ơi, nãy giờ mình chưa ăn được một dĩ nữa các bạn. Còn như 3 cây nữa. Cái này để dành mời ăn các bạn nha. Thì bây giờ cái ngành nail nó không còn quy hoàng nữa. Cho nên các bạn hãy suy nghĩ về một cái nghề nào đó mà gọi là xa xôi, ok. Bây giờ tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong video lần sau. Hôm nay mình nướng thấy ghê quá. Nó quá. Stop recording. Quá nó. Stop recording. Nói anh nằm mơ đi mày.